đang để auto focus đấy. Đi ô lại cơ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Và như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thị xã Quảng Yên để theo dõi trận thi đấu giao hữu đầu xuân giữa các cầu thủ Hà Nam và các cầu thủ Hà Bắc. Trọng tài chính đang chuẩn bị cho cái đội là những thủ tục cuối cùng. Hiện tại thì tại sân đang có tiếng nhạc khá ồn, chính vậy chúng tôi sẽ phải tắt bớt tiếng ở sân đi. Chúng ta sẽ cùng chờ ít phút để cả hai đội bóng có thể chuẩn bị cho trận đấu.
như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Chưa đẩy lên. Tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, tôi xin được giới thiệu về đội hình ra quân của cả hai đội bóng sẽ bắt đầu trong trận đấu như sau. Bên phía cầu thủ FC Hà Nam sẽ là đội bóng mặc bộ quần áo màu vàng và Trấn Dương Khung Thành phía bên tay phải. Trong khi đó đối thủ của họ ngày hôm nay, các cầu thủ Hà Bắc sẽ là đội bóng Trấn Dương Khung Thành phía bên tay trái với bộ quần áo màu xanh đen, xin lỗi, xanh tím than. Để check lại âm thanh như hình ảnh tín hiệu. Đây là những tình huống lên bóng của cầu thủ Hà Nam. Ngày nay thì Hà Bắc không có số áo, chính vậy lên một vài cầu thủ mà chúng ta sẽ không biết đến tên của họ. Trong đội hình của Hà Bắc thì ngày hôm nay tôi được biết đến cái tên là Đức Beto, cầu thủ đang thi đấu ở khu vực giữa sân. Đẩy cái dây nhá, nghe sang phải nó bị đấy đấy, nó bị mất hình.
nằm trong khuôn viên của trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, thị xã Quảng Yên. Xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại. Trên màn ảnh quý vị đang là trận thi đấu giữa câu lạc bộ Hà Nam và Hà Bắc. Nhân những ngày đầu xuân mới thì xin được thay mặt cho ekip sân cỏ Quảng Ninh xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả cũng như các quý vị đang xem livestream một năm mới thật nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến chính của trận đấu giữa Hà Nam và Hà Bắc. Các cầu thủ Hà Nam là đội bóng sẽ chấn giữ khung thành phía bên tay phải với bộ quần áo màu vàng. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Bắc sẽ là đội bóng chấn giữ khung thành phía bên dứt điểm. Cú sút của Đức Beto. Tình huống sút bóng rất tốt. Hà Bắc sẽ là đội bóng chấn giữ khung thành phía bên tay trái với bộ trang phục màu xanh, quần tím than. Ngày hôm nay Hà Bắc sẽ xuất phát với đội hình gồm các cầu thủ số 1 Văn Hưng, số 2 Văn Tứ, các cầu thủ Thanh Tùng, Văn Hải, Trần Tuyến, Đặng Quang, Xuân Trường, Đức Beto và Liêm Zumber. Do rằng số áo không có nên chúng ta sẽ rất khó để nhận biết được một vài cầu thủ. Trong khi đó bên phía FC Hà Nam thì thành phần gồm những cầu thủ đã từng thi đấu tại giải bóng đá Quyết League. Trong đó có, đây là Vũ Trình. Văn Đức. Đường chuyền rất tốt, Văn Đức dành cho Cây Nhỏ. Vẫn là Cây Nhỏ. Nỗ lực cản phá của nó vậy bên phía Hà Bắc. Vũ Trình. Vị trí sở trường của Vũ Trình là vị trí ở hành lang bên trái. Và ngày hôm nay thì anh thi đấu bó vào trong. Có vẻ như Vũ Trình sẽ là người thi đấu thấp nhất trong hàng tiền vệ bên phía cầu thủ Hà Nam. Tạt bóng vào trong không được. Văn Đức, bóng vẫn còn. Cái Nhỏ. Phản công dành cho Hà Bắc. Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng không tốt. Vũ Trình. Hải Bang. Các cầu thủ Hà Bắc đang chơi rất cao. Đức Beto dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ Hà Bắc. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Đức Beto. Ngày đầu xuân năm mới thì thị xã Quảng Yên là đội bóng đã có trận đấu mở màn. Ngay sau trận đấu này sẽ là một cuộc họp của các lãnh đạo. Tình huống sẽ bóng rất tốt. Ngay sau trận đấu diễn ra giữa Hà Nam và Hà Bắc sẽ là một buổi họp của các lãnh đội về việc tổ chức một giải bóng đá khai xuân Nhâm Dần 2020. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều những trận đấu hay, hấp dẫn dành cho các khán giả của Quảng Yên. Chúng ta thấy rằng sau một thời gian rất dài khi thị xã Quảng Yên đã bị phong tỏa bởi đại dịch Covid khoảng chừng 2 đến 3 tháng, tất cả các sân bóng cũng như các hoạt động thể thao của họ đều phải dừng lại. Thì ngày hôm nay, trong một ngày đầu tiên của năm mới, tất cả các dịch vụ đã được hoạt động trở lại, trong đó có bóng đá. Một trong những tín hiệu rất đáng mừng những ngày đầu xuân năm 2020 đó là khi chúng ta nghe đến đại dịch Covid không còn hoảng hốt như những thời gian trước nữa.
Trong đội hình của các cầu thủ FC Hà Bắc có hai gương mặt. Đó là Văn Quang, cầu thủ đang thi đấu ở vị trí tiền vệ. Dứt điểm, một cú sút rất tốt. Có Văn Quang và Đức Beto là những cầu thủ đã rất nổi danh với bóng đá phủi của Quảng Ninh. Đây là những cầu thủ đã từng thi đấu cho FC Nam Cay là Văn Quang, cũng như Beto là cầu thủ đã từng thi đấu cho FC Hồng Long. Hai gương mặt cực kỳ sáng giá bên phía Hà Bắc. Trong khi đó bên phía Hà Nam thì cầu thủ Văn Đức, một trong những tài năng trẻ của bóng đá Quảng Yên. Đây là Lam Nhỏ, đây là Cạnh Nhỏ. Sút xa. Cú sút rất tốt của Cạnh Nhỏ, nhưng đáng tiếc rằng anh đã bị trượt trụ ở tình huống trước đó. Trước khi trận đấu diễn ra thì đã có những cơn mưa khiến cho mặt sân trở nên khá trơn. Ở tình huống sút bóng vừa rồi, chúng ta có thể thấy được mặt sân trơn sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật của cầu thủ như thế nào. Đường đổi biên rất tốt, Văn Quang. Không được. Cái nhỏ. Đá biên dành cho Hà Nam. Với sân cỏ Quảng Ninh thì đây là trận đầu tiên mà chúng tôi được làm việc cùng với thị xã Quảng Yên trong một trận đấu giao hữu. Sau trận đấu này diễn ra thì hứa hẹn rằng bóng đá Quảng Yên sẽ có nhiều hơn những lần live stream như thế này. Hải Beng là người đã cắt được bóng. Văn Quang. Bóng tiếp tục được lăn ở viên hành lang phía phải. Tiếp tục là cầu thủ Hà Bắc lên bóng. Không được. Phát bóng lên dành cho Hà Nam. Bên phía các cầu thủ Hà Nam ngày hôm nay vẫn còn sự có mặt của Cây To cũng như là Đại Séc Ni ở bên băng ghế dự bị. Nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống cho thấy rõ ràng nhất khi mặt sân trơn như thế nào. Một cú sút tưởng chừng như vô hại khi bóng đập đất đã khiến cho thủ môn có đôi chút giật mình. Và tiếp tục có thêm một quả phạt góc nữa dành cho Hà Nam. Lần này thì người sẽ đá quả phạt góc cho Hà Nam là Cái Nhỏ. Cú sút bằng tầm thấp, dứt điểm. Thêm một tình huống nữa dứt điểm là của Vũ Trình. Trận đấu đã phải delay mất khoảng chừng 30 phút vì trước đó có một cơn mưa khiến cho công tác phục vụ phải di rời. Beto. Beto không chỉ là một cầu thủ quen thuộc với bóng đá phủ Quảng Ninh. Đây là cầu thủ cũng đã thi đấu rất nhiều giải bóng đá phổi cho toàn quốc. Tình huống che bóng vừa rồi là của Văn Đức. Và sẽ có một quả đá biên dành cho Hà Nam. Vẫn là Văn Đức. Không được. Một pha bẻ vào chân thuận để thực hiện tình huống dứt điểm. Phản công dành cho Hà Bắc. Tiếp tục vào đường chuyển đổi biên không. Vẫn là những tình huống sút bóng và những cú sút đang chưa mang lại những sự chính xác. Với điều kiện như sân trơn bóng mướt đang diễn ra thì những cú sút xa mà bóng đưa bóng đi đập đất sẽ nguy hiểm hơn so với những cú sút tầm cao như vừa rồi. Theo như thông tin thời tiết thì ngày hôm nay sẽ có một đợt gió lạnh tăng cường vào thẳng
Quảng Ninh của chúng ta. Và thời tiết tại Hà Nam lúc này đang có một chút mưa phùn. Xin lỗi, tại Quảng Yên lúc này đang có một chút mưa phùn và nhiệt độ cũng đã bắt đầu giảm. Đây chỉ là trận đấu giao hữu đầu xuân gặp mặt giữa các lãnh đội để thống nhất những phương án tổ chức một giải bóng đá. Cái nhỏ không được, pha băng ra rất tốt của thủ môn. Và như vậy là chúng tôi cũng đã có được danh sách của cao thủ FC Hà Nam. Bên phía cao thủ Hà Nam, cầu thủ mang áo số 99 là cái to, số 8 cá bóng, số 32 Đức Trinh. Cầu thủ mang áo số 59 là cây nhỏ, số 29 Thành Lùn, số 26 cá mòi. Cầu thủ mang áo số 2 Khánh Sky. Cầu thủ mang áo số 86 thủ môn Hoàng Phong. Một quả phạt góc dành cho Hà Nam. Không được. Tình huống trượt trụ của cây nhỏ. Phản công dành cho Hà Bắc. Văn Quang. Văn Quang sẽ phải đối mặt với Hải Bang. Bóng vẫn còn, Đức Bê Tổ. Như vậy là sẽ có một quả đá biên dành cho Hà Bắc. Bóng tiếp tục trở lại chân của Bê Tổ. Quý vị và các bạn, chúng ta sẽ kiểm tra giúp xem hình ảnh và âm thanh đã ok chưa. Nếu ok, mọi người comment số 1 giúp mình. Đây là một trận đấu sau một quãng thời gian rất dài để nghỉ Tết Nguyên Đán. Chính vậy mọi thứ chưa được trơn tru hoàn toàn ngay từ những phút đầu tiên. Trận đấu mở màn cho một năm 2022 hứa hẹn nhiều sự thay đổi. Đức Trinh là người chuyền bóng, sút bóng, phản xạ tốt của thủ môn Văn Hưng, người vừa thực hiện cú sút bên phía các cầu thủ Hà Nam là cầu thủ mang áo số 22 Văn Sáng, Vũ Trình. Không được. Vẫn là những tình huống bắt bóng tốt của Văn Hưng. Trong những phút trước đó thì Văn Hưng đã có một tình huống khá giật mình ở pha bóng đi đập đất. Và ngay sau đó thì Văn Hưng đã chơi tập trung hơn rất nhiều. Đường chuyền vừa rồi không qua được chân của Khánh Sky. Khánh Sky là một cái tên rất nổi trên mạng xã hội hiện tại. Nhưng hiện tại nhưng Khánh Sky này là Khánh Sky ở Quảng Yên. Bê Tô. Chéo bóng vào trong, đánh đầu. Bóng vẫn còn và như vậy là có bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ Hà Bắc. Một tình huống phối hợp rất tốt. Pha bay người đánh đầu mở điểm vừa rồi có vẻ như là của Xuân Trường. Các cầu thủ Hà Bắc không có số áo. Và đây là những gương mặt khá lạ lẫm. Vũ Trình. Giải bóng đá chuẩn bị khởi tranh tại Quảng Yên sẽ mang tên là Quilic. Trận thi đấu bóng đá diễn ra giữa Hà Nam và Hà Bắc đang diễn ra tại sân bóng của trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự. Đây là một trường trung học tại thị xã Quảng Yên. Dứt điểm. Phạt góc dành cho Hà Nam. Cú sút vừa rồi là của cây nhỏ. Đánh đầu. Đức Trinh là người nhảy lên đánh đầu. Phản công dành cho Hà Bắc. Có đến 4 cầu thủ Hà Bắc đang lao lên. Không được. Đường chuyền sửa lưng đồng đội. Sự thiếu vắng đội trưởng Cai To trên băng ghế dự bị đang khiến cho các cầu thủ Hà Nam gặp khó khăn
cho việc thực hiện những tình huống phối hợp ở khu vực trung tuyến. Văn Quang đang chơi ở khu vực tiền vệ bên phía cầu thủ Hà Nam là Vũ Trình và cầu thủ mang áo số 2 Khánh Sky. Phạt góc dành cho Hà Bắc. Trong quá trình thi đấu, nếu như quý vị khán giả các bạn biết tên của cầu thủ Hà Bắc thì chúng ta sẽ vui lòng comment để chúng tôi có thể cập nhật được tốt hơn. Văn Sáng Cái Nhỏ, tình huống đi bóng sang phải của Cái Nhỏ. Vừa rồi Cái Nhỏ muốn thực hiện một tình huống đưa bóng vào chân Thuận để thực hiện cú sút. Cánh Sky không phải. Cú sút vừa rồi là của Văn Sáng. Một tình huống phối hợp giữa Văn Sáng và Cái Nhỏ. Phạt góc dành cho Hà Nam. Chéo bóng tầm thấp, không được. Nỗ lực cản phá vừa rồi là của Đức Trình. Đức Trình được biết đến được xuất hiện trước bóng đá Phủ Quảng Ninh từ khi em còn học lớp 11. Và có vẻ như sau 3 đến 4 năm phát triển thì bây giờ khả năng cũng như những kinh nghiệm thi đấu của em đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây là một cầu thủ thuận chân trái và Đức Beto không được. Phá bắt bộ lê rất tốt của Đức Beto. Văn Quang là người chuyền bóng. Tiếp tục trở lại bóng chân của Hà Bắc. Văn Hưng. Trong những phút đầu tiên của hiệp 1 này thì các cầu thủ Hà Bắc là đội bóng tạo nhiều hơn được những tình huống nguy hiểm rõ nét hơn bên về phía khung thành của Hà Nam. Hải Bang. Vũ Trình là người chuyền bóng không được. Phá bóng chưa tốt của Cái Nhỏ. Một tình huống đưa bóng mang đậm chất bánh chưng. Với tất cả những phường xã thuộc bóng vẫn còn. Qua người không? Dứt điểm không được. Tình huống dứt điểm đi quá lệch khung thành. Như vậy cầu thủ đã có bàn thắng tên là Liêm. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã thông tin dành cho ekip bình luận. Hải Bang. Văn Sáng. Văn Sáng để mất bóng. Không được. Đường chuyền sửa lưng dành cho đồng đội. Thời tiết vào mùa đông này sẽ tối rất nhanh. Sân bóng của trường Ngô Gia Tự làm sân bóng nằm bên lề của đường cao tốc Hà Nội Hạ Long. Cụm sân bóng của trường Ngô Gia Tự gồm 2 sân 7. Đây có lẽ một trong những sân đẹp nhất của thị xã Quảng Yên. Sân mới được khai trương khoảng tầm cách đây 6 tháng. Mặt sân vẫn còn rất tốt. Như vậy cầu thủ đã có tình huống sút không chính xác bóng trước đó là Xuân Trường. Văn Sáng, Hà Nam lên bóng. Không được. Xuân Trường.
đường chuyền đổi biên hơi cao so với đà di chuyển của tiền đạo của đồng đội. Đức Trình, Vũ Trình không được. Đức Trình là người chuyền hỏng. Đức Beto, Vũ Trình những tình huống phối hợp của Hà Nam phần lớn là những tình huống phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân và sau đó là những tình huống những cú sút xa đến từ các tiền vệ hoặc tiền đạo. Trong khi đó chúng ta thấy có thể thấy rằng bên phía Hà Bắc thì họ chơi một lối đá phòng ngự nhiều hơn, nhưng họ có những tình huống chuyển trạng thái rất nhanh với sự băng lên của hai cầu thủ biên. Đá phạt dành cho Hà Nam. Vũ Trình là người đã bị phạm lỗi. Trung vệ của Hà Bắc vừa rồi đã có một tình huống kê chân. Đây là một quả sút phạt ở một cự ly có thể thực hiện được bàn thắng. Đứng trước bóng lúc này đang là Vũ Trình, một cầu thủ thuận chân trái. Đây là cầu thủ có được những cú sút có lực đi rất tốt, nhưng về độ chính xác thì đang còn là một dấu hỏi. Bàn bạc rất kỹ giữa Vũ Trình và cánh Sky. Không được. Phá phối hợp đá phạt giữa cánh Sky và Đức Trình. Và như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận thi đấu giao hữu giữa các cầu thủ Hà Nam và Hà Bắc. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút để đến với những diễn biến hay hơn, hấp dẫn hơn của hiệp 2.